chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, Bắc Bộ có mưa rải rác, tập trung nhiều ở khu vực vùng núi và trung du vào đêm và sáng. Còn trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm nay, cao nhất phổ biến từ 33 cho tới 35 độ, có nơi cao hơn, tập trung ở các tỉnh đồng bằng. Trong khi đó, thì tại miền Trung, trong ngày mai 24 tháng 6, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55 cho tới 70% và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 cho tới 17 giờ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở khu vực Trung Bộ và có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ. Trong những ngày vừa qua, thì nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức khá cao từ 36 cho tới 38 độ. Đó là những yếu tố gây bất lợi trong chăn nuôi, nhất là chăn nuôi tập trung, mật độ cao. Gia súc gia cầm thường ăn kém, ốm yếu, sức đề kháng bị suy giảm mạnh, năng suất sản xuất bị giảm. Các loại dịch bệnh như là tiêu chảy, cảm nóng, cảm nắng, viêm phổi, tụ huyết trùng hay dại dễ phát sinh. Để hạn chế những ảnh hưởng xấu của nhiệt độ cao, thời tiết nắng nóng, bà con cần thực hiện một số biện pháp chống nóng cho gia súc gia cầm như sau. Về chuồng trại thì bố trí các thiết bị làm mát như là quạt điện, giàn mát hoặc là che chắn chống nắng, chân thả vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn, giảm mật độ nuôi. Ngoài ra thì cũng cần phải vệ sinh chuồng trại thường xuyên, định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định của thú y, hàng ngày quan sát và theo dõi trạng thái sức khỏe của đàn vật nuôi để phát hiện vật nuôi bị ốm thì cách ly và điều trị kịp thời. Khi đàn vật nuôi chết bất thường, cần báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để xử lý, tránh lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Quay trở lại với những thông tin thời tiết, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, kết hợp với đới gió đông trên cao, nên có mưa rào và dông ở diện rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Thời gian mưa vẫn chủ yếu tập trung vào khoảng chiều tối và đêm. Đến đây, bản tin thời tiết nông vụ ngày 23 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.